Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tay. Phần giáo lễ thứ năm. Dứt tâm quán lễ, viên mãn báo thân, sở cư chi xứ, vĩnh vô chúng khổ chư nạn ác thú ma não chi danh, diệt vô tứ thời, hàng thử vũ minh chi dị, khoan quảng bình chánh, vi diệu kỳ lệ, siêu du nhập vương nhất thiết thế giới, thật báo trang nghiêm tịnh độ, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xưng ba lần một lạy. Chỗ này chính là báo thân Phật. Tôi vừa nãy đã nói pháp thân, đã biết danh từ của thế giới cực lạc. Đây là chỉ nói báo thân. Đã từ pháp thân lưu xuất ra báo thân, thì nói báo thân Phật và cảnh giới quốc độ của Phật. Mỗi lễ này chính là lễ viên mãn báo thân sở cư chi xứ. Từ pháp thân lưu xuất báo thân, đây là ở địa vị Bồ Tát mới có thể nhìn thấy báo thân của Phật. Nơi mà báo thân này cư trú, đó là thật báo trang nghiêm độ. Vì vậy phía sau thì có một câu này, chư vị xem: thật báo trang nghiêm tịnh độ, báo thân Phật thì ở thật báo trang nghiêm tịnh độ. Báo thân sở cư chi xứ, vĩnh vô chúng khổ chư đạn ác thú ma não chi danh. Nơi này vĩnh viễn không có. Không chỉ không có những thứ này, không có cái gì là khổ, cái gì là nạn, cái gì là đường ác, cái gì là ma não. Ngay cả danh từ cũng không có nha. Do đó thế giới cực lạc rất nhiều điểu. Nói thế giới cực lạc làm sao lại có chim vậy? Chim không phải súc sanh sao? Cõi này thường vô tam ác đạo chi danh, hà huống hữu thật? Ngay cả danh từ cũng không có, làm sao lại có thật? Đó đều là Phật A-di-đà biến hiện ra. Thế giới cực lạc không có những khổ nạn ác não chi danh, cũng không có tứ thời hàng thử vũ minh chi dị. Mùa mưa bốn mùa thời gian, có lạnh, có nóng, có mưa, có ngày ấm u nha. Những thứ biến đổi này không có. Vì thế vĩnh viễn là trời trong sáng, ôn hòa, khoan quảng bình chánh, vô cùng to lớn nha. Chư vị đi bao nhiêu người đều sẽ không có việc dung nạp không hết nha. Thập phương Phật quốc đều khuyên chúng sanh nước chư Phật đó cũng đi thế giới cực lạc. Không biết có bao nhiêu người bạn sanh đấy, nhưng không có nói là nơi này dung nạp không hết. Đầy khách, không có việc này. Bao nhiêu người đến đều được. Đây là lớn không giới hạn. Định chánh, thế giới cực lạc là bằng phẳng, không có núi, không có những dòng chảy kinh hoàng, chảy xiết, cao sơn đại nhạc, đều không có. Đó là tâm tình thì quốc độ tình, tâm bình thì thế giới bình. Tâm người phải bình đẳng, thế giới cũng sẽ bình đẳng thôi. Vì vậy thế giới cực lạc không có núi cao, cốc sâu rừng thẳm, đều là bằng phẳng đấy. Thế nhưng suối hồ rất nhiều, thế giới đó không có sóng to gió lớn, mà thế giới đó có rất nhiều suối hồ. Chính là ao hồ, suối chảy, suối nhỏ chảy vòng quanh. Chư vị miễn là nơi cư trú, bên ngoài thì là có ao hoa sen nề, bát công đức thủy nha. Nước ở thế giới cực lạc có thể chảy từ dưới lên, thì chảy lên đánh vòng bao quanh lấy nhà của chư vị đấy, không phải suối phun đó. Suối phun thật không tự nhiên. Chúng ta nước này chỉ có thể hướng xuống, nước ở thế giới cực lạc có thể hướng lên. Nó không có sức hút của tâm trái đất mà. Nó vì sao có thể hướng lên?
chư vị xem ở trong thái không, đó chính là có thể tung bay lên. Vi diệu kỳ lệ, cực diệu đấy, vi diệu, diệu đến mức chư vị không cách gì nói hết. Lệ, mỹ lệ, lệ này là lạ thường rồi. Siêu du thập phương nhất thiết thế giới, cho nên câu này chính là nói thế giới cực lạc bởi vì Phật A Di Đà lúc phát cái nguyện này. Vừa nãy không phải đã nói rồi đấy, ngài chính là muốn có được một quốc độ siêu vượt mười phương. Hỏi Phật có thể hay không? Phật nói có thể, phát nguyện nào cũng có thể thực hiện được. Phật bèn cho ngài xem tất cả cõi nước Phật. Ngài tổng kết nha, về sau thì viên mãn thành tựu rồi, do đó ngài đắc được Phật quả cũng là như vậy. Vi diệu kỳ lệ, vân vân. Siêu du chính là đã vượt rồi. Du là vượt, vượt qua, vượt qua tất cả thế giới mười phương. Đây là một thật báo trang nghiêm tịnh độ. Đây là nơi mà báo thân Phật cư trú, không có tất cả sự sợ hãi ác nạn, chứng tỏ một đại bình đẳng đấy. Bên dưới quan thọ vô lượng, điều này rất quan trọng. Lễ này là lễ thứ sáu rồi. Niệm công trong khi ghi hình ban đầu nói đến chữ siêu của siêu du thập phương nhất thiết thế giới, ngừng lại một chút. Tiếp theo ngài nói đây là quyển in dầu Inroneo, cho nên cái du này mất rồi. Có thể thấy thời bấy giờ sự tiết kiệm đơn giản của điều kiện vật chất. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ. Mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn. Từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai.
Mô A Di Đà Phật. Nam mô